Vừa rồi là mình mới thử test cái nắp ở cái lá lá phẳng và lá phun xương và lá phẳng ha. Đây. À. Nó ra thuốc cũng tương tự như thằng kia bạn, nhưng mà mình thấy mà mình thì thích xài thằng cái lá phẳng này hơn ha. Còn nhầm bạn thì đa số người ta thích xài lá nhô. Đây là mình thử cái cần xịt nhà của mình. Xịt nhà mình 9 bét ha. 9 bét 5 mét các bạn. 9 bét 5 mét. Độ bơm rồi ha. Cần này độ bơm rồi xịt là bay cần luôn. Chạy bằng cái đầu máy này chắc của Đài Loan nè. Máy này mình xài 565 à. 675 gì vậy. Rồi, video mình làm ngắn tới đây thôi nha các bạn. Quên nói với các bạn nữa, này mình xịt bằng nhụy inox ha, không phải nhụy thau. Nè, nhụy này mình có bán cái 4.000 nha các bạn. Thích quá. Nè. Bạn xài bạn để ý cái nào cái đường rãnh này nè. Nó không còn xéo nữa mà nó hình như là nó muốn đi đường ngang luôn thì các bạn thay ha. Nó càng xoáy thì nó nước ra càng đẹp các bạn nha. Còn nó hình như là nó muốn thành bè chiều ngang luôn rồi là mình phải thay. Ra nước không có đẹp.